hồ đây này, mấy con cò mấy con chim về nó đậu, nó nghỉ chân ở mấy cái hồ này này cô chú anh chị, ta đặt là hồ cò luôn đó, mấy con chim nó đậu đông hay chưa, cò chim rồi về đây đậu nè. Dạ bữa nay chiến đấu tiếp cả nhà, thấy cái hôm qua nó được tiền quá thì cũng ham, giờ mấy chú cháu đi lại bữa nay biết cầm cự biết được ngày hay không đây. Cả nhà xin mời cô chú chị em ăn cơm cùng ột và ba chú cháu luôn. Bữa nay gió nó căng, gió quá không có dám đi chỗ ngàn ba được cả nhà. Thì bữa nay ăn cơm là hiện nay là 5 giờ sáng rồi mà ba chú cháu bốn chú cháu chưa đi, thì bữa nay gió liều cơm gấp mắm thì câu lộng lộng trong trong bì dầm bãi đi thử coi kiếm cá đồ ăn động cũng được cô chú anh chị, chứ ở nhà thì nghĩ hết bữa biển này nó uổng quá, thì bữa nay gió nó cũng được gió thôi, nhưng mà đi thôi chỗ vai đi không nổi đâu, thì cho nên mấy chú cháu quyết định đi lòng lòng trong đây kiếm cá đồ ăn ăn động, chứ nghĩ bữa biển này ở nhà bữa nó cũng vậy thôi, nằm lên nằm xuống. Thì đêm bữa nay coi nó tình hình, nếu mà có ăn được thì đi nữa, còn yếu yếu thì để cá đó ăn cầm động luôn cả nhà. Dạ giờ ba chú cháu tới phụ kéo neo đi biển cả nhà, thì giờ này cũng sáng mét beng nè, giờ này mới kéo neo đi biển này, thở quá thở ơi, tính đi vậy quậy ra chỗ qua làm đi không nổi đâu, ở trong bờ mà nó hút cái nào nó yếu ghê không, giờ đi dọc bờ bãi đây kiếm đồ đồng nào hay là kiếm cá ăn đồ cũng được cả nhà. Tờ ghi luôn, không có chạy cả nhà. Thả tờ ghi lấy, mang lấy đồ rồi đi câu luôn. Đó rồi bắt đây bắn câu xuống, một xuống dưới kia. Đưa lại đây. Đó giờ là không có chạy hết tụi cả nhà. Giờ thả tờ lấy đồ câu luôn à. Thì chỗ này là tờ ra khỏi bên kia, chỗ mà có chỗ chạy bên kia. Thấy cái đường gió nó hốt nó đi gớm thì cả nhà, đi vú 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 luôn à. Mà gần bờ gần bãi đây nó không có lượng, nó tức là nó không có sóng lớn cả nhà. Nó chỉ gió thôi. Hoặc là mấy cái mồi nhỏ nó tạt tạt ướt mình chút đỉnh à. Còn gió thôi khỏi chơi, nó hút đẹp mắt không còn tiền luôn. Thấy gớm không, hốt cái đường gió nó đi không? Cả nhà quan sát ở dưới mặt nước thấy cái đường gió nó hốt nó đi không? Ào vậy á. Dạ ông xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Dạ ngày mới ông chúc cô chú anh chị em một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe may mắn. Dạ giờ ông sẽ neo ngay chỗ này là ngay hai hòn lố đo rồi cô chú anh chị. Đó hòn cái tụ đó là chỗ đó nó có hòn lố nở. Giờ ta xây cái tụ lên để cho ghi đồ ra vô để biết dấu á, thì chỗ đó ở làng gọi là hòn lố đo cả nhà. Thì giờ ông neo ở đây ông câu coi như nó như thế nào đây, thì đợt giờ đang dạn đi khơi khao câu á thì tâm lộng đây không biết cá nó vô nó ở trong đây hay không, mình cũng không biết cả nhà. Nơi bữa nay sẵn dịp gió này thì ông sẽ câu khám phá thử trong cái đường đất lộng gần bờ gần bãi đây coi những con cá rồi nó động ở ngoài đó nó vô đây nó ở trong đây mà không ai phát hiện hay không. Ông câu coi thử bữa nay như thế nào nha. Dạ cũng như thường lệ ông câu rạn con sỏi là ông con mà cá cung cả nhà.
cá cơm. Chừng nào đi câu cá mó két thì mới ổn mới đi tôm. Đây mà cá cơm mua đợt trước là mình muối mình bỏ tủ lạnh đó cả nhà. Mà đây chắc cũng gần cả tháng nay rồi ạ. Móc hai con mực, một câu ngay hai hòn lố bao đây, coi thử nó như thế nào đây. Rồi có cá lớn cá nhỏ gì ăn không? Hai con mực đầu tiên của ngày mới, giờ còn mong sao bữa nay được may mắn. Đi chỗ khác cả nhà, hang mờ y viên à. Vô đổ số lượng cá đi vô ha. 4 con. 3 con cá dợp, 1 con cá mú. Chắc như đó đủ ăn quăng rồi cả nhà. Dạ vô mới giờ tới chỗ thứ hai đây cả nhà. Thì ba chú cháu câu nè. Đó, đây là chú Tám, chú kia là em Sang. Đó, còn ở ngoài đây là ông Được nè. Được mập nè. Đó, ông Được mập đây cả nhà. Còn hồi nãy ông câu là chỗ lố đơn. Câu dầm thứ hai đây coi nó như thế nào đây. Con cá đầu tiên của dầm thứ hai cả nhà. Cá đầu tiên của dầm thứ hai. Wow, con cá thửng. Con cá mới thửng.
dò xuống Cà Ná Quén luôn rồi cả nhà. Hồi nãy tô ở tướng mặt làng, bây giờ dò lắng xuống, lên xuống, xuống Cà Ná Quén rồi, xuống Hồng Cò rồi, cô chú anh chị. Dạng chợp của cái cổ hàng cái gì ở đây này, cái gì đây dợp sao á, bao được dợp lỡ lỡ nữa.
giờ câu rồi cả nhà. Giờ cũng câu rồi, sửa sàng đi vớt cũng vô. Dạ, dầm cuối cùng một con nhiều nhất luôn cả nhà. Dầm cuối cùng là một câu nhiều nhất hơn dầm nào hồi sáng giờ luôn á. Dầm cuối cùng cũng được ký mấy á. Đây, cuối cùng mà lại có cá. Sáng giờ câu được nhiêu đây cả nhà. Dạ, cá tàu gió nó cũng được tiền. Nếu mà nhiêu đây mà ột bán hết luôn á, không để ăn á, thì chắc cỡ 200 mấy ngàn cả nhà. Cỡ 200 mấy ngàn, 300 ngàn đổ lại thôi. Đó, là đây để ăn để đồ nữa, không biết bán nhiều ít đây. Dạ, giờ phải nắp thùng lại đi vớt thúng cả nhà. Giờ khác xuống tới ngang nhà máy nhiệt điện luôn cả nhà. Ngang nhà máy nhiệt điện luôn. Nón đâu bay hả? Để đâu? Đây là khu vô du lịch Hòn Cò Cà Ná Quán cả nhà. Thì cô chú anh chị nào có muốn về Cà Ná chơi thì ghé lại đây, nếu mà ngủ nghỉ thì ở lại đây ngủ nghỉ khu du lịch Hòn Cò nè. Đó, nhà hàng ăn uống rồi dưới đây cũng đầy luôn nha. Khu vực này là khu vực nghỉ dưỡng cô chú anh chị, có mấy cái bãi cát nhỏ để tắm biển đồ cũng đẹp ghê, sạch sẽ ghê luôn nha. Đó, mấy cái bãi cát, mấy bãi dài nhỏ lỡ như gì thôi, không có bự lắm. Đủ tắm lên phần nắng đồ à. Người ta đặt Hòn Cò là có mấy cái hòn đây này, mấy con cò mấy con chim về nó đậu, nó đậu nó nghỉ chân ở mấy cái hòn này nè. Cò luôn. Đó, mấy con chim nó đậu đông hay chưa? Cò chim rồi về đây đậu nè. Dạ, khu vực này là lòng bè của bà con ở Cành Ná cả nhà. Người ta nuôi chủ yếu là cá bớp. Và tôm thì ít, là tôm cũng được sang kỳ thôi. Còn đa số là cá bớp cả nhà. Đã tới bến rồi cả nhà. 3:01 đi lộng 3 giờ nó bến rồi chưa.
Dạ, ột dằn hai neo cả nhà. Tại nghỉ mấy anh em không đi nữa. Giải lao, mấy anh em nói gió quá giải lao ít bữa ấy, cho phỉ. Thì ột đặt hai neo cho nó bảo đảm của chú anh chị. Vậy là bữa nay là kiếm được ngừ dài tâm 4-5 tâm, 5-6 tâm. Thì phía đây là không có đi biển của chú anh chị, ột nghỉ. Thì ột sẽ quay vòng vòng những cái gì mà ột thấy quay được thì ột quay để gửi tới cho cả nhà cô chú anh chị xem để ủng hộ cho ột nha. Dạ, số lượng cá bữa nay thì coi vô bé lừa để ăn như là bán được nhiều ít gì không. Đưa đâu? Dạ, như vậy là bán ột câu được ký mú quạ với là hai con cá động cá một co nữa. Như vậy là bán cho ông Dượng được tâm hai của chú anh chị. Tâm 20.000 rồi. Tâm hai còn nhiêu đó thì bí lên để ăn như là bán thử được nhiêu nữa nha cô chú anh chị nha. Nãy giờ bí chuẩn bị đi chợ. Cá lột câu nè cả nhà. Cái dợp cá bắp, cá đậm nhỏ. Nói chung là bữa nay có nhỏ nhỏ không à cả nhà. Tại vì cảnh câu lột nó câu gần bờ có nhỏ nhỏ không à. Bên kia anh em ba chú cháu câu bé bên kia. Còn tên kia là Đông Đen cả nhà, Đông Đen đang tạp hướng phòng cháy chữa cháy chợ cả nhà. Đông Đen hả? À, Đông Đen không? Tiền còn giờ là 70.000 ký nè cả nhà, nửa ký 35.000, còn cái dợp là mấy hôm đây là 30-40.000 một ký, bây giờ là 70.000 ký cả nhà. Còn cái đây là mấy bữa là bán 25.000, cái đỏng là 25.000 một ký, 30.000 một ký. Cái nhỏ nha được tiền thì 40, bữa nay thì tẻ biết 70.000 biết chưa bán, tẻ 60.000 biết chưa bán, biết bán 70. Lấy 40.000 hết đi em ạ. Hồi sớm mình nó tẻ 40.000 chị em bán á, giờ lấy luôn đi. Không em 40.000. Có bao nhiêu lớn tẻ 40.000 mà em không ăn nữa thôi á. Bả thêm một con nữa. Mấy gì vậy? Mấy gì? Được ký hả?
Làm mấy xe mấy? 8 hàng 5, 8 đồ đi nữa chứ. Nghỉ rồi cả nhà, bữa nay đi nữa là nghỉ rồi. Nên ột một câu bán được nhiều ít đi điếm thử. 200, cầm cẩn thận để gió nó bay nữa nè. 250, 206, 207, 208, 209. Được 209, với nhà 102. 209, về 401. Nếu được 401 nghe cô chú chị. Còn cái rớt bao nhiêu kho hành ớt ăn. Được rồi, dĩ lên ột bên đây 401 ngàn. Cái nhỏ nhỏ không cô chú chị. Nếu mà bình thường mà cái mà nhiều thì cái đó bé 100 mấy nha. Tâm mấy 200 này chứ không có nữa. Hôm nay do vào gió cái được tiền á. Đem cái đó đổ đi nha. Thôi biết tạm dừng video cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ủng hộ video channel. Giờ biết bye bye cô chú anh chị nha. Chợ nè, chợ cũng còn có ngư nữa, cả nhà mà không có cá để bán nữa.